Xin chào tất cả các bạn, lại là mình vẽ động vật. Và hôm nay sẽ là một cái video mới, một video rất đặc biệt để mình gửi đến các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lên màu một con gà. Trước đây thì mình đã từng rất nhiều lần vẽ con gà rồi, nhưng mà mình chỉ sử dụng bút chì đen bình thường. Các bạn có thể xem lại những cái video đó của mình để ở dưới phần mô tả. Thì có rất nhiều video và nó sẽ bao gồm cả phần dựng hình. Do đó ở đây thì mình sẽ không trình bày cái phần dựng hình nữa, mà mình sẽ chỉ tập trung vào phần lên màu cho bức tranh. Các bạn có thể thấy cái màu sắc mình sử dụng ở đây chính là bút chì màu. Mà khi vẽ bằng bút chì màu thì sẽ rất khó để xóa và gần như là sẽ không tẩy được. Do đó khi vẽ các bạn lưu ý, chúng ta sẽ tô cẩn thận cái phần đường riềm trước, xong sau đó chúng ta mới tô vào phía trong. Như vậy thì nó sẽ tránh bị cái tình trạng chúng ta tô nó lem ra phía ngoài. Ở phần đầu và cổ này thì mình sử dụng chủ yếu là gam màu đỏ và vàng, và một số vị trí thì mình kết hợp hai cái màu này với nhau để nó tạo thành cái màu cam. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái vệt màu của mình sẽ tô nó xuôi theo chiều lông thực tế của con gà ở ngoài đời. Do là cái sợi lông nó có chồng lên nhau ấy, nó tạo ra những cái khoảng tối ấy. Do đó mình sử dụng một cái gam màu tối hơn để mình tô lên cái phần kẽ của những chiếc lông. Tiếp theo là cái phần lông ở thân con gà này thì nó có rất nhiều màu sắc nó đan xen nhau. Đó là màu xanh dương này, màu đen này, với sự thay đổi cái sắc độ nó rất nhiều. Các bạn cần phải tô màu để làm sao cho cái sự chuyển sắc độ nó thật mượt mà. Nó càng mượt mà thì nó càng đẹp. Những cái vị trí ở trên bộ lông nó bị ánh sáng chiếu vào nó sẽ bóng lên ý. Thì ở những cái vị trí đấy thì các bạn hãy dùng cây bút chì trắng để các bạn đánh chì. Tiếp theo là phần lông đuôi. Lông đuôi thì cái tông màu chủ đạo mình sử dụng đấy chính là cái tông màu đen và tông màu xanh lá đậm. Ngoài ra thì còn kết hợp thêm một chút xanh da trời nữa. Tất cả những cái gam màu này đều là gam màu đậm nhé các bạn nhé. Các bạn hãy hình dung như thế này, khi chúng ta vẽ một sợi lông như này thì cái phần đầu lông và cái phần đuôi lông thì nó sẽ có màu nó đậm hơn. Còn phần giữa lông thì thường thường nó sẽ bóng lên ý. Các bạn hình dung ra chưa? Thường thường nó sẽ có những cái khoảng bóng lên do ánh sáng nó chiếu vào cái phần cong đó. Do đó chúng ta để cái phần ở giữa cái lông nhạt hơn một chút. Xong sau đấy chúng ta sẽ dùng cái bút chì trắng để chúng ta blend để hỗ trợ cái chuyển sắc của nó. Ngoài ra thì ở mỗi cái lông thì các bạn nhớ để một cái đường vạch ở giữa. Đó là cái phần cuống lông. Chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi vẽ xong hết các những cái lông còn lại. Thật ra thì cái quá trình lên màu một con gà bằng chì màu này nó cũng khá là dễ các bạn ạ. Nó không hề khó một tí nào. Chỉ có cái là nó sẽ mất thời gian nhiều hơn so với các bạn vẽ bằng cái chì đen kia. Ngoài ra khi vẽ cái này thì chúng ta cũng phải cẩn trọng hơn một tí nữa. Do là mình sử dụng cái máy quay nó là con điện thoại iPhone 6S. Do đó nó cũng khá là cùi bắp. Nên là cái sắc màu khi mình quay mình chiếu lên video này thì nó không được rực rỡ như ở ngoài đời thật. Ở ngoài đời thật bức tranh nó rất rực rỡ các bạn ạ. Quả thật là khi sử dụng cái màu sắc vào trong tranh thì bức tranh nó sóng động hẳn lên và trông nó cực kỳ nó chân thực. Đặc biệt là khi các bạn sử dụng thêm những cái loại màu nó tốt, và nếu mà chúng ta có thể nắn nót hơn được một chút nữa thì cảm giác nó sẽ không khác ảnh chụp là mấy. Nếu các bạn nào muốn dấn thân vào cái con đường hội họa này thì nếu có điều kiện các bạn nên đầu tư cho mình một bộ dụng cụ chuyên nghiệp ngay từ đầu. Chứ đừng như mình bắt đầu với những cái bộ dụng cụ nó kiểu hạng học sinh sinh viên ấy. Xong đến lúc là dùng những cái họa cụ nó đắt tiền hơn một tí thì gần như kiểu là mình bị choáng ngợp ấy. Lại mất thời gian phải làm quen từ đầu. Tiếp theo thì ở cái phần lông mã này thì các bạn cũng thực hiện y như phần lông cổ nhé. Chúng ta cũng tô ở những cái phần đường riềm ngoài trước, xong đó mới tô cái phần phía ở bên trong. Cơ bản thì tô màu một con gà thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên đăng ký kênh và dành tặng cho mình một like để đón chờ những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sẽ thành công với những cái tác phẩm của riêng các bạn.
Các bạn đừng quên mở phần mô tả ra nhé. Tất cả những cái video mình hướng dẫn vẽ về cái loài gà này thì đều có ở dưới đó. Too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Time waiting for one of us to cross the line. You got me.